Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tin mới nhất của bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, và đặc biệt là tình hình mưa lũ tại Trung Quốc hiện nay. Xin mời quý vị và khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, tai họa tiếp tục giáng xuống đầu Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, 29 tháng 6 năm 2023, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 49 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng bậc nhất của Trung Quốc. Nơi đây có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Đây cũng là nơi mà có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây rạng sáng ngày hôm nay 29 tháng 6 năm 2023, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua ba tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triền đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn đã nhanh chóng vùi lấp, san phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP bậc nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng của trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận lũ ống ngày hôm nay gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên vào sáng sớm ngày hôm nay 29 tháng 6 năm 2023 làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng bị thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở nơi này nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng ngày hôm nay lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ, tính toán phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình. Bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ là đã tròn 40 ngày, nửa đêm không ngủ, Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời đất. Thống kê 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố, mịt mù, phong ba, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào, và trận lũ ống cao tới 49 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào sáng ngày hôm nay. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận toàn giáng đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền của ông Tập, bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì mà Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên, và cho tới thời điểm hiện tại trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn. Không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây họ còn không tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ, ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có trời, đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới. Và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên quả là rất thích đáng. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Họ rất thương cho những người dân của nước này, bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn những giáng xuống chính quyền ông Tập Cận Bình thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng vừa qua nên lượng nước từ thượng nguồn của sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc, gây sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, một số tỉnh phía Nam như Trùng Khánh, Hồ Điệp
Vân Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất mạnh với cường độ từ 3,5 đến 4,9 độ Richter, khiến cho những nơi này biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang. Do lượng nước xả từ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ lên tới 50.000 mét khối trên giây, tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi đó đi qua đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông. Cây trái, hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ 28 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam của Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4-5 mét, thậm chí có những nơi trũng lên tới 9-12 mét. Hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng của trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tới 9-10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Những tầng dưới coi như bây giờ chỉ còn để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ của Trung Quốc phải mất rất nhiều năm cũng chưa khắc phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa, lũ quét, sạt lở đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh, thành phố của phía Nam Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận được những tin cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối đối với phía Trung Quốc khi các nhà phân tích cho rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay đổi tính nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời đất sẽ nổi giận, san phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một tình trạng thảm tệ nhất trong vòng gần một năm qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân Trung Quốc không còn tin cậy vào người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi, tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số một thế giới, vượt qua Mỹ và Nga, chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia. Và bây giờ, ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc bây giờ chỉ còn có Pakistan, Nga là còn giữ mối quan hệ với Bắc Kinh. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất này đã cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vì chính Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Hiện trên thế giới chỉ còn một nước duy nhất, đó là chính quyền Thủ tướng Hun Sen và thân cận với Bắc Kinh. Được biết, chính phủ Campuchia đã chi viện 20.000 tấn gạo và mì gói cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ ập đến. Điều đó cho thấy rằng đệ tử của ông Tập Cận Bình là ông Hun Sen tỏ ra rất trưởng thành. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày hôm nay 29 tháng 6 năm 2023 sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của trời và đất nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn ra những sự việc sai trái của mình trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt bành trướng ở ngoài biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm lần nữa thì chắc chắn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ. Nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn còn đang rất hống hách. Quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ở quanh quần đảo Phú Lâm, giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị Hải quân Trung Quốc xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo Trung Quốc
thì đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới Ấn Độ, bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết rằng trong nước thì liên tục bị động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống, nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân, vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là rất lớn, mà các cụ nói rằng tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, Nhật, của Mỹ cho biết, Trung Quốc trong một vài tuần tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lũ quét và lũ ống. Bởi vì mưa to liên tục xuất hiện, bão tố mịt mờ liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới, nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ sống trong cảnh ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.